gì nữa. Đọc lớn lên đi, có gì chọn một hai yêu cầu, đọc lớn lên nè, rồi hôn tới môi, hôn môi bạn gái trong 15 phút. Gì 15 phút? 15 giây. Trời ơi. Dạ giờ ôm rồi chị. Ôm là hai đứa đứng lên ôm nhau mới có. Trời ơi, cái thời buổi gì tao lên tới mặt trăng mặt trời rồi mà đứng còn... đâu vậy, đứng đây hả? Đứng đây, em qua đây. Thúng núm tay chân cái gì không biết nữa, ai làm gì đâu mà. Trời ơi, ông ôm mà ông làm giống như gì vậy cha, cái tay ông ôm làm gì vậy trời. Ôm sao chị? Cái ôm vô rồi đó giờ chưa ôm bao giờ à. Ôm sát vô mới cảm nhận được chứ. Ôi tôi chán hai người này ghê luôn á trời. Làm sao? Rồi, hello, ai cũng đẹp hết, trai xinh gái đẹp. Mình đã ngồi đối diện nhau rồi ha. Bây giờ mình giới thiệu to rõ lên. Mời em trai nói trước về những thông tin cá nhân của mình. Em tự giới thiệu em rung thì trời. Ai làm gì đâu rung, bắt tay cái hết rung nè. Ok không? Dạ, dạ. Này tay lạnh chứ không phải rung. Chào chị Cát Tường. Ừ. Em tên Võ Hồng Vinh, năm nay em 37 tuổi. Tân Võ Hồng Vinh. Dạ. Em 37 tuổi, quê em ở Quảng Ngãi nhưng mà hiện em sống ở quận 12. Hiện nay sống ở quận 12. Dạ, em làm ở quận 12 luôn. Làm quận 12 luôn. Dạ. Làm gì ở quận 12? Dạ, em kinh doanh võng xếp. Kinh doanh võng xếp. Dạ, dạ. Là mình làm chủ hay sao? Dạ chủ. Mình nhà làm mà đi giao các tỉnh. Ồ, giao các tỉnh nữa. Dạ, ủa dạ. Mình đang ở nhà với ai? Dạ nhà là anh em là ông bà già. Ba mẹ luôn trong này luôn rồi. Dạ, dạ. À vậy là mình vào trong này lâu chưa? Dạ vô mười mấy năm. Mười mấy năm rồi. Vậy ngoài quê Quảng Ngãi còn ai ngoài không? Dạ, còn ông anh ở quê. Có ông anh ở quê thôi, coi như ba mẹ vô này hết. Dạ. Nhà đông anh em không? Trong này dạ, đông anh em không? Ba trai ba gái mà vô trong này hết 4 người. Riêng cái nhà em đang ở lại mở với ai? Dạ ở là ông bà già. Ông bà già. Dạ. Là em với ông bà già thôi. Dạ. Vậy là nhà đó nhà của ông bà già hay nhà của em? Nhà của em nhưng mà ông bà già không đứng tên. Kỳ vậy, sao nhà của em ông bà già đứng tên? Bởi vì là tự nhiên cũng mượn mấy người mượn ít á. Nên nhà ổng cũng là cả công bằng ấy, còn mấy anh chị em là có nhà ra riêng hết. Dạ, trơn rồi. Riêng hết rồi có gia đình chưa? Dạ có rồi. Có rồi hết. Dạ, dạ. Còn mình chưa thôi. Dạ. Rồi ok rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào chương trình, em chào chị Cát Tường và bạn trai bên kia. Em tên Võ Thị Chua. Chua? Dạ. Chua là chua lè đó hả? Dạ. Trời ơi, tên sống đặt tên ngọt và đặt tên chua quá trời. Dạ, ơi. Có tên ngọt luôn chị. Có tên ngọt luôn hả? Dạ, em gái em nè chị. À, em gái em tên ngọt. Dạ. Em tên chua. Dạ. Trời ơi, mẹ đặt, bố mẹ đặt hay quá ha. Có hai chị em thôi hả? Nhà em 7 người con. Em chị. Đặt tên hết 7 anh chị em, chị nghe coi nè. Hồng, Quýt, Đanh, Chanh, Chua, Ngọt, Thanh. Trời ơi, tuyệt vời luôn. Có trai có gái đầy đủ. 6 gái một trai thôi chị. 6 gái một trai. Trai là tên gì? Trai là tên Lanh chị. Tên Lanh. Dạ. Còn nhiêu là Quýt ổi gì đó, Quýt mỡ gì? Hồng, Quýt, Đanh, Chanh, Chua, Ngọt, Thanh. Hồng, Quýt, Lanh, Chanh, Chua, Ngọt, Thanh. Dạ. Hay không em? Nhớ hết tên nhà vợ chưa? Dạ. Nhớ chưa? Mình đang làm công việc gì chanh? À, chua. Chua. Em đang làm thẩm mỹ, vuông xăm với là chăm sóc da. Ồ, vậy bán mỹ phẩm chị. Quá. Bán online hay là mình bán có cửa hàng? À, em bán cửa hàng ở nhà luôn. Rồi hiện tại mình đang sống ở đâu? Em sống ở Củ Chi. Củ Chi. Củ Chi gần quận 12 rồi. Chỗ nào đó hỏi thử coi có gần nhau không? Lúc trước em cũng ở quận 12 á chị. Em dạ, mới về ở chỗ Trung Chánh á chị. Hỏi ta coi em ở quận 12 á, ở Củ Chi chỗ nào? Ở ngã tư Trung Chánh là nhà chị gái em ở đó anh. À, ở quê em ở đâu em? Quê em gốc ở Buôn Mê Thuột anh. Cô mới thuộc à? Là dạ. Anh cũng lên đó bỏ hàng em đó. Hiện giờ em ở Củ Chi ở chỗ nào? Ở Củ Chi em ở chỗ nào em? Em ở gần nước mía Vườn Câu của anh. Mía sầu riêng á chị. Qua... đi thẳng lên khúc nữa. Cái cầu An Hạ phải không? Đúng rồi, đúng đó rồi, đó đúng là đúng cho rồi. Bên mà hai bên đường có bán nước mía, có bỏ dạ, sầu riêng dạ. Vô dạ. Đó. Bữa nay do em đi sớm quá chị, chứ không em mua tủ mì lên đây đây. Rồi đang sống với ai? Em đang sống với con trai em. Con trai em. À mình có con rồi hả? Dạ. Con bao lớn rồi? Con em 11 tuổi rồi. 11 tuổi rồi, tình trường sao kể luôn đi. Mối tình đầu cũng như mối tình cuối là ông xã em. Có một mối tình một đó thôi. Ở với nhau được bao lâu? Ở cưới năm 2007. À, ở được 5 năm rồi chia tay. Có con rồi mà tại sao chia tay? Thì lúc mà không có con thì nói chung là không có gì xảy ra, không có con rồi á. Cái bạn... người bạn trai á, là chồng em á, là cũng như là sự quan tâm gia đình không có. Cuộc sống nó nhiều cái không bất hòa á chị. Anh quan tâm cho con hả? Anh quan tâm cái gì? Hay là có đối tượng nào ở ngoài không? Thì nói chung giờ chồng em cũng có người khác rồi. Không, cái lúc đó, lúc đang còn ở với mình á. Thì em không biết, cái đó do em làm tối ngày, em đâu có đi đâu đâu biết. Rồi chia tay vậy là bao lâu rồi? Được 5 năm nữa chị. 5 năm rồi, dạ. Lại giờ người ta có gia đình mới rồi. Dạ. Tại sao 5 năm nay mình không có lập gia đình tiếp, chưa tìm được ai? Em là kiếm tiền. Là kiếm tiền, giờ cuộc sống hai mẹ con ổn định chưa? Dạ ổn định rồi chị. Rồi bên đây hoàn cảnh sao, tình yêu, tình báo sao đây? Mấy mối tình rồi?
Dạ em có một mối tình chính thức. Quen được bao lâu? Dạ quen 2 năm. Quen 2 năm rồi sao nữa? Thấy lòng sòn biết là chia tay. Là như đó là mối tình hay là kết hôn? Kết hôn cũng vậy. À là cũng có vợ luôn. Dạ, rồi. Có vợ rồi. Lấy nhau được 2 năm. Dạ dạ. Lý do sao chia tay? Vì lúc mình nói không hợp nhau rồi, vì lúc nói thấy nó không có tiếng nói chung. Ai là người quyết định chia tay? Trong thời gian ở trong đó rồi nói nó động rồi bỏ đi có 2 năm rồi em về mới ly dị. À, bỏ đi 2 năm rồi về mới ly dị. Dạ dạ. Có cháu nào chưa? Dạ có đứa 4 tuổi. 4 tuổi giờ ở với ai? Dạ ở với mẹ. Rồi có thăm nom gì không? Dạ có. Giờ vợ đang sống ở đâu? Em cũng không biết đâu. Ủa không biết sao thăm nom? Con của em là gửi cho ngoại á. Con với em là ở với ngoại, ngoại ở đâu? Dạ ngoại gốc ngoài Bắc nhưng mà sống ở Quảng Ngãi, lâu lâu cũng về thăm. À coi như là giờ vợ con về Quảng Ngãi rồi. Dạ dạ dạ. Và lâu lâu em mới ra thăm thôi. Dạ dạ. Chia tay nay là mấy năm rồi? Chung là ly thân cũng lâu rồi, cũng năm mấy á, nhưng mà thấy không sống được nữa đây em tự ra tòa rồi ly dị luôn. Bây giờ giấy tờ ly dị là xong hết chưa? Xong hết rồi. Xong hết rồi, con ở với mẹ. Dạ. Về Quảng Ngãi luôn rồi. Dạ. Cũng cùng chung cái hoàn cảnh với nhau rồi, giờ mình lấy một người đã gãy đổ có con rồi nữa thì em có ngại không? Bây giờ mình lớn rồi, nghĩa là mình đâu có tìm được hơn nữa đâu, nên giờ mình tìm hiểu thử được như thế nào được thì mình quen mình thôi. Rồi bây giờ ví dụ cụ thể trường hợp hai bạn nè, nãy hồi mở cửa đó tìm ra thích nhau đi, dạ, dạ. Cổ đang ở hai mẹ con nè, là lấy em mà đương nhiên là sẽ ở chung rồi đó, dạ. Là cổ sẽ đem con cổ theo rồi đó, thì em đồng ý không? Rồi em có muốn đẻ con nữa không? Dạ có. Có muốn đẻ mấy đứa nữa? Có là được rồi, chứ có em cũng không biết. Rồi, nói chung là tùy theo kinh tế thôi. Nhưng mà giờ có con của riêng của vợ ở chung với mình luôn thì em có đồng ý không? Em có ngại không? Dạ không ngại, trai rồi. Ok đó, chị hỏi đầy đủ thông tin để mà mình rồi nghe mình rõ mình hiểu hết ha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì hoạt bát, dễ gần gũi. Còn điểm yếu của em thì nóng tính, thẳng tính. Nóng tính thẳng tính nữa. Dạ. Còn điểm yếu gì nữa không? Em hơi dữ tính nữa. Cũng nhìn dữ là lắm. Thấy biết rồi, sắc sảo lắm. Cô này dữ dằn lắm nha, xinh đẹp nhưng mà nhìn là rất là bản lĩnh đó. Sợ không? Gần gũi nhau em biết chứ chẳng chưa ai sợ ai. Chưa ai sợ ai. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em không có rượu trà, nhưng lúc có quan trọng có gì đó thì em uống cho vui thôi. Còn điểm yếu thì em nhắc gái, em nói chung là không nhắc tán gái. Dạ. Không biết tán gái là dạ. Xưa giờ một mối tình duy nhất dạ. Là vợ thôi. Chính đó là có bạn bè giới thiệu rồi quen rồi đến nhau thôi, còn em không biết tán gái thật sự luôn. Không biết tán gái. Dạ, dạ. Nhát gái mà có dạy gái không? Còn cái kinh doanh như này nọ, buôn bán này nọ thì em không có ngại, nói chung là miệng lưỡi dữ lắm, nhưng mà tán gái thì em thấy mình để ý người nào đó tự nhiên cái cảm giác mình thấy mình sợ ruột rè không giống nó. À. Dạ. Có khi nào tại em không có ngọt ngào với vợ, không nói chuyện với vợ nên là vợ mới vậy không? Không, mà em hiền quen mà nói chuyện đàng hoàng chứ không có cái nạt nổi người ta. Hồi giờ em quen chứ chưa bao giờ về mà nói mà hành hạ mà quýnh vợ nó thật. Không có lớn tiếng dạ. Không có vũ phu đúng không? À, con thấy được thì sống, không được thì tự. Nhưng mà em có quan tâm đến vợ, có ngọt ngào với vợ không? Có chứ. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Một người đàn ông biết quan tâm đến gia đình, kinh tế ổn định, vẻ ngoài sáng sủa, đẹp trai chút. Sáng sủa đẹp trai một chút. Mình kinh tế ổn định rồi đúng không? Yeah. Lo được cho bản thân, lo được cho vợ con đúng không? Dạ. Yeah. Vẻ ngoài được, sáng sủa, có yêu thương gia đình, chăm sóc vợ con không? Dạ có. Rồi, vậy em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Chủ yếu là dễ thương, là con cái là biết sống trong gia đình là được rồi. Chị chung là đừng hơn thua là được rồi. Dạ. Chị thấy cơ bản là hai bạn phù hợp nhau đó. Thứ nhất là dạ. Điều kiện là ở là gần nhau, dễ tìm hiểu qua lại. Thứ hai là hoàn cảnh cũng giống như nhau, gãy đổ thì mình sẽ hiểu được cái cảm xúc của đối phương hơn. Em có đem hình ảnh gì không cưng? Cho chị xem tấm hình nào đi. Rồi. Rồi, ảnh đây. Ảnh sẽ có trong đây. Có thể tìm thấy trong 6 cô gái ấy rồi cho giống nhau quá, cho người ta cái gợi ý đi em. Tóc dài anh ơi. Trời ơi, tóc dài, 6 cô tóc dài hết luôn đó. Nhiều quá em không biết người nào đó. Rồi thì giờ em thích người nào chị gả người nấy. Cảm nhận của mình thích cô gái nào? Chắc đại quá. Tại sao chọn cô đó? Thì em thấy nhìn thấy nó có hậu hay có một tí gì đó. Có hậu mình rồi, giữ y nguyên đó không cho sao. Đúng không? Hình này quá chị. Sao hai anh mà chọn anh đó? Em nghĩ là anh này to con hơn chút, chọn anh này. To con hơn chút, chọn anh này. Rồi, có nghĩa đây là các bạn đang chọn theo sở thích của mình đúng không? Dạ, dạ. Thích ai chọn người nấy. Rồi, bên đây có 2 sự lựa chọn, bên này có tới 6 sự lựa chọn lận. Nhiều quá, đâu chọn nhiều quá, biết hơi khó ha. Dạ. Xin mời các bạn hãy nhìn xem cái cảm nhận của mình lần đầu tiên gặp mặt có đúng hay không. Bạn dạ. Gái thì đúng chắc rồi, có 2 người thì quá dạ. Dễ rồi.
bạn trai tìm ra chưa? Biết đai đi đúng không? Mấy em con biết không? Không có phải. Đai hả chị? Đây mới đúng nè. Dạ. Đúng không? Dạ. Cũng được là sao? Chọn cái hình của cô đứng ở trên. À, cô này nè. Vậy là chắc U thích mập mập hay sao? Thích có hậu phải không? Nè 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 nè. Dạ. Làm liền. Qua cái trái tim ngủ ông này cao dữ nha. Mình cảm ơn hoa anh vậy. Rồi em cảm ơn anh. Thật sự rung thiệt luôn, lên lỡ lên đây. Trời lỡ lên đây ai ấy cũng lên mà lỡ. Em có món quà nhỏ cho anh. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Đó em gái à. Bé ngọt là em gái cổ đó. Ờ em có quà chị. Chị cảm ơn em nha. Khi cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của mình là gì? Chị nhìn thấy cô gái này thì thấy sao? Thấy nhìn dễ thương, nhìn thấy cũng có ấn tượng ban đầu. Có ấn tượng ban đầu. Em sao? Thấy ảnh cũng vui vẻ. Hơi nhát gái chút xíu. Cười không mà nãy giờ ngồi nhìn chị cười miết vậy đó, cứ nói chuyện rụt rè vậy đó. Thôi bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn 5 phút ha, có thời gian riêng để hai bạn trao đổi với nhau. Thử coi không có tôi coi có mạnh dạn hơn hay không nha. Mời hai bạn thưởng thức món há cảo nấm tùng lộ, xíu mại nấm đông cô, bánh xếp hẹ chiên và dầu cháu quẩy nhồi tôm chiên giòn. Mời các bạn thưởng thức mà nhớ vừa ăn rồi vừa trò chuyện với nhau nha. Dạ. Ăn tự nhiên nha. Dạ. Ít phút nữa chị Tường quay lại. Mời anh. Sao gãy đầu rồi nha anh? Thật sự chứ hồi giờ anh chưa tới cái đông đông mà anh tán gái anh thiệt run thiệt. Dạ anh không tán em là em tán anh đấy. Cho vợ đi nó dễ. Nãy em nghe là anh cũng có gia đình rồi hả? Có một cháu, cháu trai, cháu gái. Cháu gái hả? Cháu gái ở với mẹ hả? Ở với ngoại. À, sao anh không đưa cháu ở với anh? Đưa mà vợ anh không chịu. Không chịu hả? À, giờ cứ vợ sao anh? Sao? Anh có chỗ chứa mẹ con em không? Thì biết đâu. Ông trời, đi cứ vợ mà sao không biết là chết rồi. Giờ mình tìm hiểu nhau như thế nào rồi mình ái thôi chứ còn chứa thì sao chứa đó, được hết sao? Ý hỏi anh là cứ vợ mày có chỗ ở chưa? Ổn định chưa? Có chứ. À. Nhà đó thì ở thôi chứ gì đâu. Anh muốn hỏi em gì hỏi đi, em hỏi anh quá trời luôn rồi. Dạ anh cũng làm sao là anh em mình hiểu nhau nói chung là bấm nút vào trong mà có thể là nó có thời gian gì để nói chuyện với trong này anh ngại không dám nói chung là không có nhiều lúc muốn nói chuyện mà nó trùng trục miệng nó có nói chuyện người với người có gì đâu ngại mình có gì mà suy nghĩ gì mình nói đó em suy nghĩ gì nói đó có gì đâu ngại anh nói với em mới dễ còn anh là sao nó ngại hả? Anh ngại anh nói không được. Vậy đi làm ăn là mời khách sao? Nói chung là mờ là anh dạng lắm, nói chung là anh có qua miệng lắm. Lỡ may có cô là... nào dễ thương rồi mà anh bán hàng rồi cô ta không đưa tiền cho anh rồi sao anh ngại không lấy luôn. Trời, cái đó mình có cách nói chứ, cái nào buôn bán, cái nào bán cái nào cho chứ. Cái đó là nó khá, còn chuyện yêu đương anh không nói chuyện được, ngại. Mở cái này ra anh thấy em sao? Hung dữ là gì không? Chung là thấy mặt em ấy cũng đâu có vừa đâu. Nói chung là điều kiện thì em cũng dữ lắm. Không có vừa gì đâu. Không thể. Ở anh ở chung với ba mẹ anh luôn hay sao? Dạ. Đỡ rung chưa? Rung rồi. Chị ra ngoài, chị ra ngoài đỡ rung hơn hay chị ngồi dạ. Đây rung hơn? Em trong sao mà cho nó xuống ngồi uống ly cà phê cho nó tỉnh cái gì. Cái gì mà nhát dữ có vợ con rồi mà làm như cái máy lớn vậy. Mình cũng phải tập chia sẻ, tập nói chuyện. Chứ giờ mình tìm hiểu nhau, ví dụ mấy mốt hẹn hò hai người đi chơi rồi không nói gì trơn rồi làm sao? Ngoài đó là em nhiều nói tới sáng không có chuyện nói. Từ phải lúc không? Đó nó có chuyện nói, còn trong này tự nhiên cái đó giống như là ai ốp chế mình nói không có được. Ai ức chế đâu, đây không có ai đâu ức chế em, chắc nói tôi quá như đây. Không phải, cái cảm giác này quá. Không phải cái cảm giác này nha. Em ở dưới đó là dạ. Đang ở hai mẹ con là nhà thuê hả hay sao? Nhà em chị. Nhà em luôn rồi dạ. Ví dụ lấy nhau thì dạ. Là ở đâu? Cổ về nhà là... em hay là em về nhà cổ? Em giờ kia sao không được chuyện. Chung chỗ nào cũng thấy nó thoải mái, vui vẻ. Cha mẹ nhiều lúc tiếng ra tiếng nọ, nhiều lúc mình không muốn bên ai. Lúc bây giờ cha mẹ bây giờ mình cũng không bên, vợ mình cũng không bên. Nên nhiều lúc mình cũng muốn ở riêng ra cho nó thoải mái. Hai vợ chồng nhiều lúc này nọ kia, nhiều lúc hai chồng đều biết. Nó không có người ngoài biết. Lúc có nghĩa là em thích hai chồng ở riêng? Dạ, em nghĩ là vậy. Chứ không có cần đem dạ. Vợ về nhà làm dâu rồi gì hết. Dạ, nói chung em thích ở riêng. Thích ở riêng. Rồi ở riêng rồi, giờ ở riêng là ở đâu? Cái đó thì từ từ tính, cái giờ mình nói mà mình bước qua không được thì hôm nay mình đừng... Nhưng mà nguyện vọng là thích ở riêng hơn. Dạ, nói chung là bây giờ mình nghĩ như vậy. Nếu bây giờ thấy phù hợp, thấy được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Em chờ 6 tháng đến 1 năm.
6 tháng như năm. Dạ. Rồi chuẩn bị gì chưa? Mà 6 tháng như năm mới vừa nói chưa tới đâu tính tới đó mà 6 tháng như năm. Chẳng hạn là em thương thật lòng đó. Mà người đó có thật lòng với em hay không? Chứ còn mà chẳng hạn quen mà nghĩ một cái gì đó thì bây giờ thì thương dạ. Không ai nghĩ gì dạ. Hết trơn. Bây giờ dạ. Ta thương, thí dụ thương thật lòng nè. Dạ. Mà 6 tháng tới 1 năm rồi sao em chuẩn bị kịp rồi lấy nhau về thì cũng phải làm dâu chứ không thôi ở đâu. Lúc đầu thì mới mẻ đi về vài ngày rồi xong rồi phần anh ấy làm tự nhiên sống ở đây khác ở quê còn có thời gian rảnh. Còn ở đây thì lúc mình lo mỗi người một công việc hết thôi chứ cũng không có thời gian rảnh. Ừ. Nói chung là sẵn sàng rồi đó. Nếu mà cảm thấy người ưng ý là 6 tháng 1 năm là cưới thôi. Yeah. Giờ cũng lớn rồi đâu có mười mấy hai mấy tuổi đâu mà chờ lâu. Lỡ quen cưới được nó về cưới không được thì chẳng quen người khác đại bốn mấy tuổi cũng được quá. Bốn mấy tôi luôn. Ông này ông chân ông thật thà quá. Thì mình ngại ngùng quá cho bốc thăm câu hỏi. Thực hiện những cái điều ở trong này cho nó vui đỡ ngại. Mình bốc xong mình đọc lớn lên, người ta yêu cầu cái gì trong đó thì mình thực hiện. Bạn gái hạ trổ tài mát cái gì đó, xa mặt cho bạn trai trong vòng một phút. Ngại đó gì? Không. Cái là bỏ qua. Sao bỏ qua làm được? Gì? Làm gì? Người ta làm mình chứ mình có làm gì đâu mà bỏ qua. À, nhưng... Đọc lớn lên cho cổ nghe, cho cổ chưa nghe. Bạn gái hạ trổ tài mát xa cho bạn trai trong vòng một phút. Ừ, ông đọc thiếu chữ mặt của người ta rồi, người ta tưởng đâu nằm xuống massage bởi vậy rồi ông làm gì? Chán ông dễ sợ luôn á. Bạn gái hãy trổ tài massage mặt cho bạn trai trong vòng 1 phút. Yeah. Massage mặt rồi, ngồi rồi em massage mặt sau lưng ông nè, rồi em massage mặt cho ông. Cái này massage mặt lưng xà linh quá. Ông đọc tới chỗ massage ông bỏ chữ mặt rồi ông la kỳ quá. Giống như ông ta bắt ông nằm xuống đây cởi áo ra vậy đó. Rồi, thư giãn dựa vô ghế đi nè, để bạn gái làm nè, ngước cái mặt lên. Này massage đầu quá, cái mặt sao thấy đường massage đây. Đó, thư giãn nha. Em mốt tưởng tượng ha, đi làm về mệt, có vợ massage đồ ha. Sướng dễ sợ. Sao không anh? Phê không anh? Phê không anh kìa. Phê. Không trả lời vậy trơn trời. Phê. Thông cảm đi. Anh nhắc gái quá mà. Được rồi chị. Rồi, được rồi, cảm ơn anh em. Anh phê rồi mà. Tới phiên em. Em đọc lớn lên. Một tờ nữa hả chị? Thì đó hai tờ, ông chọn tờ, còn em tờ đó. Bạn trai hãy chọn một trong hai yêu cầu sau để thực hiện một. Gì nữa? Đọc lớn lên đi, có gì chọn một hai yêu cầu đọc lớn lên nè rồi hôn tới môi, hôn môi bạn gái trong 15 phút. Gì 15 phút? 15 giây. Trời ơi, hai người này. À, bế bạn gái đi 5 vòng chua cha, này là chết chứ. Thể hiện sức khỏe. Bỏ qua chị. Giờ sao em, làm được cái nào em? Bỏ qua chị em. Bỏ qua được chị. Bỏ qua được, sao mà bỏ qua được? Sao không cho anh hít đất hay gì cho nó ấy chị? Em thôi vậy anh không hít thiệt. Anh không hít giờ em qua em ẵm bạn gái đi một vòng thôi. Giờ chương trình 5 vòng chị chỉ cần em ẵm bạn gái đi một vòng thôi. Ok, mời em. Chờ em ơi, thôi đừng cho em hôn nghe. Rồi quá ôm. Rồi. Ôm 30 giây rồi nói cảm rồi, nhận của mình. Được không? Dạ, rồi dạ, mời dạ. Em. Vậy được chưa? Hai người ôm nhau 30 giây rồi bạn trai sẽ nói cảm nhận của anh mình. Anh ôm sau lưng em nha anh. Rồi sao được. Dạ dạ ôm mà chị. Ôm nè, hai đứa đứng lên ôm nhau mấy cái trời ơi. Cái thời buổi gì tao lên tới mặt trăng mặt trời rồi mà đứng con... đâu chị đứng đây hả? Đứng đây, em qua đây. Thúng núm tay chân cái gì không biết nữa, ai làm gì đâu mà. Rồi hai người ôm nhau 30 giây. Ai ôm? Em... ôm nhau chứ không anh phải. Anh ôm em hả? Hai người ôm nhau. Trời ơi, ông ôm mà ông làm giống như gì vậy cha? Cái tay ông ôm làm gì vậy trời? Ôm sao chị? Cái ôm vô hồi đó giờ chưa ôm bao giờ. Ôm sát vô mới cảm nhận được chứ. Ôi tôi chán hai người này ghê luôn á trời. Cảm nhận được cái gì chưa? Được rồi chị ơi. Rồi, mời hai bạn về chỗ. Rồi, nói cho cổ nghe cảm nhận của mình sau khi cái ôm 30 giây đi. Dạ, em thấy có cảm giác. Em thấy có cảm giác? Dạ. Có ôm sát đâu có cảm giác. Có. Người ta phải ôm sát rồi mới nghe nhịp đập trái tim hay là nghe cái gì có, chứ. Có chị, có hơi thở đó. Hay cái sự rung động gì ôm mình đứng xa vậy nè, tôi chưa thấy ai ôm vậy luôn. Thiệt tình. Thôi bây giờ như vậy. 30 giây cuối cùng dành cho hai bạn. Bây giờ là nghiêm túc. Nãy giờ mình có những cái game mình chơi vậy cho vui để mình hiểu nhau nhiều hơn. Hai bạn hãy nhìn nhau rồi mình nói cho nhau nghe mỗi người một câu xúc tích ngắn gọn. Yeah. Hiện tại các bạn cảm thấy trong lòng mình có suy nghĩ gì, có cảm xúc gì rồi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nếu chúng ta thấy rung động thì chúng ta mới bấm nút. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy không có tình cảm, không có duyên thì chúng ta không bấm. Rồi nói đi chứ nó ngồi hoài hả?
Thì anh cũng mong mình bấm để mình ra ngoài mình tìm hiểu những đàn đúc trong này nó hơi rụt rè, chung là em cũng thông cảm. Nhưng mà cảm xúc của mình hiện tại như thế nào? Mình phải nói chung cho người ta biết, người ta mới bấm. Thấy cũng có cảm tình. Rồi, em muốn nói gì với ảnh? Em thấy anh cũng dễ thương, gần gũi, cảm giác là nhút nhát quá. Không nhát ghê, mà không có vợ có con rồi đó, mà không nhát vậy đó. Không ngại thật á. Rồi được rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Đặt tay vào nút bấm đi à bạn. Hiểu những gì Tường chia sẻ rồi ha. Hai bạn hãy nhắm mắt lại sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Nếu đồng ý hẹn hò thì bấm thật mạnh vào nút bấm. Không đồng ý lấy tay ra, đó là quyền của các bạn nha. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Chị đếm sau 3 tiếng đếm thì đưa ra quyết định của mình nha. 1. Trời ơi, nhìn tôi mới đếm có 1 à. 2. 3. Sao em không bấm? Em thấy không có cảm giác. Tại anh nhát quá phải không hay sao? Như là lúc nãy em nói với ảnh, em hỏi ảnh có chỗ mà để cho hai chứa hai mẹ con em á, nhưng mà ảnh nói chuyện không có, đã lên đây rồi thì phải nói rõ ràng chứ còn ấp ấp mở vậy ra, lúc đó chị ra ngoài rồi đúng không? Dạ dạ. Là em có hỏi ảnh là có chỗ, coi như là có chỗ để chứa mẹ con em hay không? Rồi anh trả lời sao? Như là cái nói chuyện của ảnh là nói chung là sao không được chứ giờ mình nói ra thì nói chung là anh nói là ra ngoài mình tìm hiểu nhau, còn cái chuyện mình là mình nói trong đây, lúc mà mình nói mà ở ngoài mà không có như trên này thì nhưng mà ít nhất là ví dụ như tìm hiểu nhau được thì có chỗ mình phải trả lời chứ, mình không trả lời làm sao người ta tự tin tưởng, người ta bấm nút được. Em không có cho người ta một cái gì đó nó an toàn, không có cho người ta một cái lời hứa hẹn. Yeah. Không, hứa là một chuyện, còn thực hiện được tới bao nhiêu là còn tùy tìm hiểu nhau nữa. Cái này là do em, nhưng mà là do cổ đâu. Chỉ là gặp dưới mình ra ngoài là mình tìm rõ ràng hơn. Thích của em thì kiếm một người đàn ông mà nói được làm được. Đúng chứ. Rồi, yeah. Mình phải quyết đoán chứ, nhiều người lên đây hả, mình hỏi thích không? Thích làm dâu hay bắt rể? Làm dâu ta thẳng thắn rồi, anh có lo cho vợ con nổi không? Nổi hay là gì đó, hay là anh muốn em phải làm gì? Người ta thẳng thắn, người ta trao đổi giờ luôn. Nói chẳng hạn là lên đây này lúc có gì cũng chịu hết thì lúc ra ngoài là cái khác, cái đó em không thích. Sao ta bấm nút? Chán không ghê luôn á. Thôi đứng lên giùm đi. Thật sự là Tường rất là tiếc luôn, tại vì Tường thấy về ngoại hình á là hai bạn rất là phù hợp, điều kiện địa lý cũng gần nhau, phù hợp, kinh tế đôi bên đều ổn định hết, ai cũng là người sống tự lập. Thật sự là chị cảm nhận là bạn gái cũng quý em đó, mà tại em thiếu một cái sự quyết đoán, thiếu sự mạnh mẽ thôi. Nói chung duyên chưa tới. Biết đâu còn cái duyên nào đó nó đang chờ mình nha. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Em gái là quá dễ thương, lên chương trình này là rần người ta tới ta kiếm em, đừng lo. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Mặc dù là hôm nay Cát Tường không làm tròn cái vai trò mai mối của mình, nhưng mà Tường cũng rất là tôn trọng, vì đây là cảm xúc của người tham gia chương trình. Nếu họ chưa rung động thì họ có quyền không bấm á. Và cũng xin chúc cho hai bạn này sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương. Bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi ạ. Cát Tường xin tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại.